Xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh xe cộ. Thì hôm nay em xin chia sẻ chiếc xe công nông. Chiếc xe công nông vô lăng cầu trên nha, không có cầu sau nha các bác. Thì chiếc xe này trang bị máy 30 nha. Máy 30. Đấy. Chiếc xe có kích thước nhỏ gọn. Bốt trợ lực 15 tấn. Mâm loại SRC 650-12. Ben đầy đủ. Không có cầu nha các bác. Nhịp 2 tầng. Nhịp rất là ok luôn nha. Sắc xi cũng toàn là sắc dày không. Làm theo kiểu anh em Đắk Lắk nha các bác. Đây này. Giống như kiểu anh em ở Đắk Lắk. Đấy. Mâm sau này. 700-16. Chiều dài 2,5 m nha các bác. Chiều rộng để sơn 1,2 m. Chiều rộng 1,2 m. Có vòm đầy đủ. Nhịp sau ok. Nhịp sau rất ok luôn. Xe đây xe 4 máy. Xe xe này của khách gửi sửa thay nhớt. Xe trong làng luôn. Xe này cầu 2,5 tấn. Xe này là kích thước nhỏ gọn nha các bác nha. Chiều dài 2,8 m, còn chiều rộng là 1,85 m. Rồi em sẽ quay chiếc xe này. Chiếc xe này của Gara Y Thiên vừa mới hoàn thiện xong luôn. Đấy. Chiếc xe này rất là cực kỳ hầm go, hầm hố luôn nha. Xe này cực kỳ to luôn nha. Đấy. Xe cầu thẳng hơi. Phanh hơi, bơm hơi đầy đủ. Xe này chưa test nha, chưa dơ luôn. Xe mới hoàn thiện xong. Đấy, chiếc xe rất là đẹp luôn. Đây, kèn hơi này, bơm hơi. Hộp số 3,5 tấn, hộp số 5 số nha. Đây, khoang lái đủ cho 3 người ngồi luôn. Thoải mái, chở hàng cà phê, nông sản, tiêu cà phê. Đây, xài bình lớn, bình 100. Không sexy, khu sexy kép nha các bác nha. Đây, quay cho các bác cái cầu trước này, cầu thắng hơi này. Đây, bầu hơi này. Cầu 3,5 tấn nha các bác nha. Ui,
thật đấy. Vừa mới hoàn thiện xong máy tinh luôn. Chiều dài móc xe 3,5 m nha. Chiều dài 3,5 m. Còn chiều rộng, 2 m. Cầu sâu 3,5 tấn thẳng hơi. Đây địa chỉ của Gray Thiên này. Đây, đèn nhàn stop đầy đủ. Ok nha các bác nha, nếu các bác thích một chiếc xe như này thì muốn sở hữu được chiếc xe như này thì các bác liên hệ Gray Thiên nha. Cảm ơn các bác nha. Bye, hẹn các bác clip sau.